mình còn một thứ nữa cần phải sơn bóng. Đây, đây là lúc mà mình sơn lên tập xếp thử các bạn. Thì mình sẽ ghi nhớ cái này, và chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ phải là gọi là mất thời gian để tìm kiếm sơn bóng nữa, sơn màu nữa. Thì đây mình sẽ ghi luôn là BMW M3 2018, mã màu là 355, không phải 490 như ở trong đấy. Ok, để đây. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Sơn Ô Tô và mình là Steve. Hôm nay chúng ta có một màu sơn khá là hiếm, cực kỳ hiếm, và mình rất là ít thấy màu sơn này trên đường. Mình đã từng sơn màu này một lần rồi vào năm ngoái, là màu của BMW M3. Thường thường, kể cả mình luôn, với lần đầu tiên chắc chắn mình sẽ kiếm mã màu sơn này lộn 100% luôn. Thường thường mình sẽ kiểm tra màu ở đây của M3 là mã màu sơn đây là 490. Nhưng thực sự không phải mã màu sơn này, 490 không phải là mã màu của chiếc xe này. Chiếc xe này có mã màu là 355. Benzin metallic gì đấy. Thì nếu các bạn muốn chắc chắn thì các bạn cứ pha một lượng nhỏ màu như thế này và các bạn sẽ sơn lên cái tầm xếp thử như mình đã làm đấy, thì kiểm tra chắc chắn. Thì ở đây mình sẽ sơn hai cửa. Mình sơn lan lên về trước, mình sơn lan lên về sau. Mình sẽ sơn cái ốp gương. Và mình pha lên đây thử 0.2 ml 0.2 lít là 200 ml để sơn thử. Và đây có một vết xước nhỏ chỗ này. Thì mình sơn lót 1K. Thì bây giờ mình sẽ sơn lên đây hai lớp sơn phủ, tương tự cũng vậy, là hai lớp sơn bóng. Nó giống với tất cả các màu metallic hay là màu bạc mình sơn đấy các bạn. Ở trong này thì vừa có cả màu bạc mà cũng có vừa có cả màu màu camay nữa, camay đỏ nữa. Bắt đầu nha. Xin lỗi các bạn nha, trong này không có camay đỏ, chỉ có màu bạc thôi nha. Còn lại là những cái màu đỏ, những cái loại màu đỏ khác nhau. Lớp sơn phủ đầu tiên thì mình sẽ sơn với lượng hơi là 2-3.
xong lớp sơn phủ đầu tiên. Ở đây còn một cái nữa. Mình xin nói qua một chút về vấn đề chuẩn bị sơn các bạn. Cái xe M3 này, ngoài cái vấn đề sơn bóng dày thì chủ xe này cũng đã phủ lên đây một cái lớp gọi là ceramic coating ấy, cực kỳ tốt, gọi là cái loại chất lượng cao các bạn. Nó rất là dày cho nên là khi mình mài, mình cho mình nghĩ là mình sẽ cho các bạn hai phương án. Để một là kiểu như các bạn sẽ tốn giấy hơn, ví dụ như mình là mài giấy 500 mà tốn rất là nhiều giấy 500, tại vì vừa mài lớp sơn bóng xuống để khử cái lớp da cam, vừa mài để cho khử luôn cái lớp ceramic coating. Thì thay vì các bạn, nếu mà các bạn không muốn mài nhiều, các bạn mình khuyên các bạn là nên nên dùng những cái chất hóa học, những cái dung dịch mà để tẩy cái lớp ceramic coating trước, sau đó các bạn bắt đầu thực hiện cái mài để khử mài cái lớp da cam sau. Thì thực sự là shop mình chưa có cái đồ để mà gọi là khử cái dung dịch ceramic coating, cho nên là mình sẽ dùng giấy da cam cho lần này. Xin lỗi các bạn, cho nên lần này thì mình sẽ dùng giấy 500 để mài hết toàn bộ, kể cả phần sơn màu cũng như là phần sơn lan. Sau đó mình sẽ dùng giấy nhám 800 để mài lại toàn bộ. Sau đó là bùi nhùi nhám màu xám cùng với cát mịn và rửa lại toàn bộ những cái bộ phận này của xe. Thứ hai nữa là bây giờ thì với cái màu này, phần sơn lan cũng khá là đơn giản, nhưng mà mình muốn chắc chắn để cái phần sơn lan nó cực kỳ tốt thì mình sẽ đi pha một lớp binder nhá. Ok, và bây giờ sẽ là lớp sơn phủ thứ hai nhá, cũng là lớp sơn phủ cuối cùng. Ok, xong hai cửa. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần sơn lan cho hai cái vè. Thì đầu tiên mình sẽ dùng lớp binder này. Binder này là binder của base coat nha các bạn, không phải binder 2K. Mình sẽ sơn những cái vùng mà mình không sơn màu. Chết chà. Mình sẽ sơn những cái vùng mà mình không sơn màu, để cho khi mà mình sơn màu lên cái chỗ mà mình cần sơn lan thì những cái bụi sơn nó sẽ bay lên cái phần mà mình không muốn sơn ấy, mà cái phần mà mình sơn sơn binder ấy, thì nó sẽ lúc cái lớp binder còn ướt thì cái bụi sơn bay lên nó sẽ nằm xuống cái phần binder, nó không để lại những cái tàn sơn như thế này đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ sơn cho nó một lớp sơn phủ nữa là ok.
xong hai lớp sơn phủ. Ở đây thì mình có cái những cái bộ phận nhỏ của Audi Q7 mình cần sơn, chỉ có màu trắng đơn giản thôi. Ok, và mình sẽ để cho nó khô. Và đến với cái lớp sơn rãi thì mình không cần sơn lớp binder nữa nha các bạn. Mình sẽ không sơn lớp binder nữa, mà mình chỉ cần sơn rãi lên thôi. Và hai lớp sơn rãi và lượng hơi của hai lớp sơn rãi này sẽ thấp hơn so với lúc mình sơn phủ, và khoảng cách giữa lớp sơn rãi, súng sơn và bề mặt sơn sẽ là xa hơn so với lớp sơn phủ. Mình sẽ quay lại nhanh thôi. Ok, và đây là lớp sơn rãi nha các bạn. Mình sẽ sơn cho nó hai lớp sơn rãi. Và lượng hơi mình sẽ giảm xuống còn 1,33 tương với khoảng 20 PSI. Xong hai cánh cửa, tiếp đến là hai cái vè. Như vậy là mình đã sơn xong phần sơn màu của chiếc xe BMW M3. Mã màu của nó là 355 nhé các bạn. 355, không phải 490 nhé, 355. Mình bỏ cái này ra để chút mình sẽ bóng luôn. Và mình sẽ để cho nó khô khoảng 10 phút và chút nữa mình sẽ quay lại và sơn cho nó hai lớp sơn bóng nhá. Ok, và bây giờ sẽ là hai lớp sơn bóng. Và lượng hơi cho lớp sơn bóng này là 23 tương với 30 PSI. Và tỷ lệ pha sơn bóng của mình là 21, 20% xăng nhá. Đối với phần sơn lan thì mình chỉ sơn những cái phần tiếp xúc với cái bề mặt sơn cũ, chỉ một lớp sơn bóng thôi nhé.
Ok, như vậy là xong lớp sơn phủ đầu tiên, xong lớp sơn bóng đầu tiên chứ. Mình sẽ để sơn bóng trong khoảng 5 đến 10 phút và mình sẽ quay lại và sơn lên toàn bộ tất cả bề mặt xe này một lớp sơn bóng cuối cùng nhá. Ok, và đây là lớp sơn bóng thứ hai cũng như là lớp sơn bóng cuối cùng nhá. Nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao cửa này nằm mà không dựng lên sơn thì mình nghĩ nhá, theo giải thích của mình thì các bạn nghĩ là các bạn sơn kiểu nào dễ các bạn thôi. Ví dụ như nếu cái cửa này mình sơn ở trong và ở ngoài thì mình sẽ dựng lên mình sơn, còn mình không sơn ở trong thì mình đặt nằm xuống. Với lại trong cửa thì nếu mà dựng lên thì rất nhiều phải cần đồ phải tháo như ở trong, rồi kính phải tháo ra, rất là nhiều thứ nên là rất là mất thời gian. Nói thế cho nó vuông đấy. Mình còn một thứ nữa cần phải sơn. Đây. Đây là lúc mà mình sơn lên tập xếp thử các bạn. Thì mình sẽ ghi nhớ cái này và chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ phải là gọi là mất thời gian để tìm kiếm sơn bóng nữa, sơn màu nữa. Thì đây mình sẽ ghi luôn là BMW M3 2018, mã màu là 355. Không phải 490 như ở trong đấy. Ok, để đây. Và ok, như vậy màu nó khô rồi, chúng ta kiểm tra màu sau khi khô như thế nào nhá. Ok chưa? Mì sơn không còn luôn nha các bạn. Nó mượt luôn nha các bạn.
Mình chưa quấy tháo này. Ok, mình là Steve đến từ kênh Seroto và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo nhé. Xin chào.